Hôm nay mình cũng sẽ mở khóa Dog Day trong Poppy Playtime phần 1 xem chuyện gì đáng sợ sẽ xảy ra nha. Wow! Các bạn ơi, kinh chưa? Con này có nguyên chân nha, không còn bị cụt thân nữa. Thân nó vẫn cụt nhưng nó vẫn có chân kìa. Mình quá các bạn ơi. Chạy đi. Chúng vào đây. Ui, xem lại phần 1 hoài niệm quá. Ôi, đừng bắt tôi. Chạy đi. Có còn nhớ đường không? Rồi xuống. Kìa. Rồi.